Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 3 phỏng vấn đặc biệt với cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Những công tác bí mật, công tác và thân phận của một người biệt kích dù qua lời kể của cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện. Dạ thưa ông, trong thời gian mà sau cái công tác đầu tiên thì công tác kế tiếp của ông là gì ạ? Tôi còn nhớ là khi tôi ra trường tự binh chủng nhảy dù, rồi đến năm 66 thì tôi chuyển về một cái tổ chức được mệnh danh là nhà kỹ thuật, thế là một cái ẩn danh thôi. Họ là tổ chức những cái vụ xâm nhập miền Bắc ấy, và có một cái trung tâm huấn luyện ở Long Thành. Thế thì tôi về đó tôi làm công tác huấn luyện những các cái toán biệt kích để cho họ xâm nhập miền Bắc theo cái chương trình của Mỹ. Cái này là hoàn toàn của Mỹ, chứ Việt Nam không có dính dáng gì cả. Thế được một thời gian thì tôi thấy cái công tác của huấn luyện này nó cũng không được ổn định lắm, và tôi có dự tính là tôi đi ra ngoài đó xem tình hình như thế nào để cho cái vấn đề huấn luyện nó có được hiệu quả hơn. Và tôi cũng có những cái dự tính tốt đẹp cho cái tương lai của cái công việc của mình. Thế thì tôi mới đi theo một cái toán. Đến lượt đó thì đến lượt cái toán nó đi thì tôi đi theo. Chỉ thật toán nó có trưởng toán, tôi không có liên quan gì toán cả, nhưng mà tôi đi theo họ để mà xem cái để cái nhu cầu huấn luyện nó như thế nào, để về mà chấn chỉnh lại cho nó phù hợp với lại cái đòi hỏi của thực tế. Thì tất cả những cái thông tin ở ngoài miền Bắc mà đem thuyết trình cho cái toán đi này là của người Mỹ, chứ mình ở Việt Nam không đánh giá gì cả. Thì khi tôi ngồi tôi nghe thấy thì tôi cũng yên tâm lắm. Thế rồi nên tôi cũng nhận lệnh đi, thì là cái trưởng toán nào do tôi huấn luyện nó họ nhận lệnh. Tôi không có chỉ huy toán, tôi chỉ đi theo họ thôi. Thế thì khi mà họ thả xuống, họ cho một số thông tin để thực hiện cho cái toán nó thực hiện cái nhiệm vụ của họ. Thì khi tôi xuống đến đất, si chạm mặt đất một cái thì tôi thấy tất cả những cái tin tức mà đã nhận được đó, nó hoàn toàn khác biệt. Tình hình rất là bi đát. Thế được một những cái mà họ huấn luyện cho cái toán đi ra này thì nó không phù hợp với điều kiện thực tế. Thì tôi cũng cảm thấy lo ngại. Rồi được một thời gian ngắn thì là cái toán bị bắt, là vì họ chơi với ở trong rừng núi, không có một cái cơ quan tiếp quản nào cả, không có liên lạc nào cả. Hở ra là địch đã biết rồi. Mà cái người miền Bắc đó, họ có một cái hay là tất cả mọi việc họ đều có thông báo cho chính quyền của họ hết. Họ ưa không, không mình hay là không ưa thì không cần biết, nhưng mà họ rất là trung thành với cái chế độ đó. Thành ra khi mà bắt đầu tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài thì bị bắt ngay. Khi bị bắt rồi thì tôi mới biết là tất cả các những thuyết trình cho nhân viên khi đi ra là hoàn toàn sai lạc hết. Thì mới biết được cái sự thật đó thì nằm trong rõ rồi. Thưa ông, trước khi ông đang làm công tác bình thường mà họ chuyển về nhà kỹ thuật đó, có phải là do sự giới thiệu của người khác hay là như thế nào, hay là họ lựa chọn mình như thế nào mà ông lại chuyển sang nhà kỹ thuật? Cái này do tôi tình nguyện. Tức là họ có một cái công tác là ông biết là họ sẽ thả người miền Bắc và ông tình nguyện. Ông tình nguyện như vậy có nghĩa là ông tình nguyện để lựa người, hoặc là tình nguyện để nhảy xuống, hay là tình nguyện để huấn luyện? Tôi tình nguyện về cái đơn vị đó để làm huấn luyện viên thôi. Cái việc đi này là do ý riêng của tôi. Thì sau khi huấn luyện được một vài toán đi rồi thì tôi cũng có cái mong ước là làm thế nào mình nắm được cái, những cái thực tế nó như thế nào để vấn đề huấn luyện nó có hiệu quả hơn. Thành ra cái việc mà đi ở trên không có chỉnh điện, tôi tình nguyện đi với lý do là tôi muốn cho cái công tác huấn luyện nó được tốt đẹp hơn. Và chỉ thật các toán bị bắt thì ở nhà Mỹ họ giấu hay không thì tôi không biết, nhưng khi tôi bị bắt
thì những người huấn luyện, những người bị bắt tôi đó, họ bảo họ nói chuyện đàng hoàng lắm. Họ hỏi thăm vợ tôi tên là gì này, rồi họ nói là thế cái chị người làm của anh lúc này có khỏe không như này. Tôi nói tên người làm ra, rồi gọi cái gia đình của tôi họ biết hết. À, như vậy tức là ông nói là những người bị bắt ông là họ biết hết về gia đình ông. Khi mà vào nói chuyện thì họ muốn tỏ cho tôi biết là họ nắm vững tình hình như thế nào, hỏi thăm vợ có con tôi, rồi hỏi thăm là đến cháu út năm nay được bao nhiêu, nói chuyện rất là lịch sự như là hai người bạn thân trong gia đình. Thì tôi thấy là như là một người bạn mà lâu năm mới gặp, họ biết hết về gia đình tôi như thế, để ông thấy rằng cái vấn đề tình báo của nó ghê gớm lắm. À, như vậy chẳng lẽ là người Mỹ là kể như là bị sỏ mũi hết trong tất cả cái chuyện đó? Như là nó là cái giỏ mình chui vào thôi. Nói nôm na ở miền Bắc nó là cái giỏ, trong này cứ huấn luyện người thả ra là chui, thả bao nhiêu chui vào giỏ bấy nhiêu. Ông nghĩ cái lý do đó là tại vì lý do gián điệp không, hay là tại sao mà Mỹ với lại tất cả những cái cơ quan tình báo của họ như vậy mà lại có thể để cho mình lọt rọ như vậy? Theo tôi nghĩ thì nó chơi ưu tiên với nhau, chứ Mỹ nó không đến nỗi ngu như vậy. Tôi thấy Mỹ không thể nào ngu đến mức độ mà cứ huấn luyện người để thả ra. Mình không hiểu được. Cái nhiệm vụ của tôi chỉ là huấn luyện, dạy cho họ biết cách xâm nhập, để xâm nhập làm như thế nào, sử dụng vũ khí như thế nào, liên lạc như thế nào, là dạy cho họ biết cách để mà làm công tác đó. Còn công tác nó như thế nào về phía Việt Nam không biết. Tất cả những cái huấn luyện như vậy tức là chính bản thân ông đã được người Mỹ huấn luyện trước về những cái này, và ông huấn luyện những người khác, hay là những cái này là những cái ông đã học lúc trước rồi và bây giờ chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt này thôi? Cái chương trình huấn luyện của họ thì nó đơn giản thôi. Người Mỹ ta lập chương trình, mình theo cái chương trình đó huấn luyện. Những cái chương trình đó thì nó chỉ có những cái thứ nhất là những động tác về quân sự, cái thứ hai là kiến thức về tình báo, thì những cái đó là các thông thường một sĩ quan Việt Nam ai cũng biết, cũng đã được học cả rồi, nó không có cái gì cao siêu khó khăn. Tại vì cái công tác xâm nhập nó cũng không có đòi hỏi những cái kiến thức như là gián điệp các, nó không có, nó chỉ là đi ra như là một cái toán biệt kích xâm nhập ra để mà quan sát ở đó thôi. Cái nhiệm vụ rất là đơn giản, nhưng cái nó không đơn giản là nó là cái giỏ mình hứng, cái toán đi trước bị bắt thì nó lại khai cái đội toán này nó đang học rồi nó bị bắt, thì tôi là người huấn luyện họ, thì họ ra tiếp nó lại khai thác à, ai huấn luyện như thế nào rồi những người huấn luyện thường thường họ ra thăm gia đình tôi chơi, cái nó biết về thời gian được khai thác hết, thì nó biết họ vợ con tôi, nó biết đủ tất cả mọi thứ, từ giám đốc trường có thói quen ăn uống như nào, giao tiếp thì nó biết hết. Như vậy cái khi mà mình bị bắt là mình đã hình dung được là họ là những người như thế nào chứ, hay là cái này hoàn toàn là một vấn đề khác lạ? Khi bị bắt thì tôi mới té ngừa là tất cả mọi cái nó nắm vững hết cả. Không hiểu Mỹ nó có biết điều đó hay không thì tôi không biết. Có khi hai bên nó chơi ú tim với nhau, mình chỉ là cái vật con vật thí. Tôi nghĩ Mỹ nó không có ngu quá gây thơ như vậy để nó thả người ra, nó biết là bị bắt chứ không phải là không. Thành ra nó chơi ú tim với nhau, mình chỉ là những con vật thí. Theo tôi nghĩ nó là như vậy. Thưa ông, cái trong cái quá trình huấn luyện mà kể như là từ cái lúc trường võ bị cho đến lúc mà ông qua nhà kỹ thuật và lúc mà ông bị bắt, thì ông có bao giờ nghĩ đến cái chuyện bị bắt, ông có chuẩn bị cái chuyện bị bắt như thế nào? Tôi hoàn toàn không nghĩ chuyện đó. Tôi chỉ mong, tôi nghĩ là sau đi ra, tôi một thời gian tôi quan sát cái nhu cầu, cái vùng công tác để về chấn chỉnh lại cái chương trình huấn luyện. Nhưng mà đấy là cái ý định ngây thơ của mình thôi, chứ người Mỹ có lẽ nó cũng biết là gửi tôi đi ra thì là tôi đi một chuyến tổng suốt, có lẽ người Mỹ nó biết. Hai bên nó ưu tiên với nhau với để tình báo, mình không biết được, thì tôi quá ngây thơ phải nói như vậy. Ông nói là trong cái tiếp xúc đầu tiên họ đến với ông gần như là một người bạn và nói chuyện với ông gần như là một người bạn. Từ đó ông làm sao để ông biết được họ là những người như thế nào, hay là về sau họ có biến thay đổi thái độ, hay là sau khi họ biết họ khai thác được mình rồi thì hay có một cái sự chuyển hướng nào đó khi mà họ tiếp xúc mình lần đầu với những lần sau không? Sự thật ra thì nói chung là những cái thủ thuật của Việt Cộng thôi. Khi mà tôi bị bắt, cách đối xử nó rất là dã man. Thế nhưng mà cái đám mà nó đi thẩm vấn đó thì nó từ trên bộ công an nó về. Còn những bọn cai tù, cai ngục thì nó coi mình như là những thằng tù. Nó đối xử rất là dã man, nhưng mà cái bọn ở trên bộ về thì nó lại đóng vai lịch sự như là một người khách đến thăm viếng ra ngồi uống nước nói chuyện. Những cái thủ thuật này thì mình biết quá đi rồi. Tôi nghĩ chúng nó rất là sành sỏi về tâm lý. Và chúng nó nắm vững tất cả những cái gì mình như thế nào nó biết hết, mình thì không biết gì về nó cả. Thí dụ như tôi là người huấn luyện,
rồi mang đi ra đi theo người hối luận mà tôi chẳng biết gì về chúng nó cả. Nhưng mà chúng nó thì biết tất cả từ những chi tiết gia đình tôi, người giúp việc già như thế nào, nó nắm rất là vững. Mình không biết gì về nó cả, cái điều đó là điều rất đáng tiếc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới.